thiếu nợ người ta mấy trăm triệu, thầy nói mắc nợ là nợ tiền quay vật liệu xây dựng hay này kia thôi. Dạ. Với nợ mua đặt giặt cũng vô dụng giờ thầy đi lấy nó có vốn đó. Thì từ từ thầy trả nợ đó thôi chứ tự nhiên thầy mắc nợ giang hồ, thầy một hơi mày mướn ai chứ thầy, thầy dai của ai đâu. Đâu có thầy không có mắc nợ vàng bạc 12 15 đâu. Còn thầy nói nợ đang chi nói khất tỉnh là bao nhiêu người đang đau khổ mắc nợ đó. Thì thầy nói cũng mắc nợ vài ba trăm, vài ba ngàn tỷ đây, cho ai muốn về đây là phải trả nợ rồi lấy chùa này tu luôn. Về về mà muốn làm trụ trì liền thì đấy, giờ trả tiền nợ đi. Về tu thôi, nợ sư phụ mình trả nhưng mà mình về tu đi, cái về muốn quỷ quyền cho tôi trụ trì thì tôi ở ngon không, ngon về muốn trụ trì mới chịu, còn giờ làm đệ tử không chịu. Có nhiều Phật tử vậy, đệ tử ruột tới khách cá đuổi ngon không? Tiếng biết không rồi tôi có quyền, rồi tôi khư ký đâu, lại ngồi bàn ghi tên ai cúng gì vô đây. Lá cái lấy tiền đi luôn. Hỏi thầy có mấy ông thầy kia kìa cũng chín, ông cúng bằng 3 triệu 5 triệu thì đi cơm chiều rồi sư cô lắng tay đâu biết, ghi vô lát lấy cái người ta điện nói thầy con đưa tiền nhờ ông thầy gì hay đệ tử thầy ở chùa nha. Rồi có người điện tới nói ổng là đệ tử tôi nữa chứ, ngon luôn. Nói đây không có thằng nào trên Khích Tâm Phúc á nó đệ tử tao mà nó đi rồi, ngon ghê, nó còn giang hồ hơn thầy đấy. Giống như nhà mình cho tao ở đậu đi, muốn mà mình tới nó đuổi mình là chủ nhà là tiền mày, mày hằng nào đây sớm nay tao bán hàng ngày đâu, mày làm hỏi nhà bên kia cái tao là chủ quán nè, chủ nhà đất luôn nè. Nó đuổi mày luôn, nó đánh trong lạng á. Thầy giang hồ thứ thiệt mà nó còn hơn thầy luôn đó. Hơn thầy, nó tính ai hơn ai, giống như bóng mà thôi. Cái nó không là mày ông dám nói tôi bóng, cái thầy nói ta mày với tao thằng nào bóng hơn. Nó ơi chứ mình nói không bóng nó không chịu, nó đánh tâm lý con người. Ủa mấy bữa thấy thầy uống cà phê sữa hả thầy? Giờ sữa hết rồi chứ hạn chế sữa, sẽ mua kho mấy hộp để cho sư cô uống, người già tao uống, còn trẻ thì mình nó tính gọn thì mình còn sống được lâu hơn chết. Uống bổ quá nhiều có không tốt, ăn uống thì để no bụng có sức khỏe thôi chứ còn bồi bổ quá cũng không tốt. Uống nhiều quá mập giữ eo, ta làm mẫu mẫu mẹ mẫu trai, phải mình nhoanh nhoanh có mình dây chứ, riết mập được cái bụng cừ lừ, cái bụng một bụng vẫn gì eo ếch đi không nổi, không mập là có bụng liền, ai mập có bụng mà tập thể dục thì teo bụng nhưng mà cũng nọ nó tóm còn cũng bự người. Phải khoan khoáng tốt, nghi tốt. Để thầy gửi mua thêm 20 cái ly, bữa ly bán mua nhiêu chục. Cái đó là về Tết mua thêm đi, kệ nó 40-50 người, cái này mình giờ mới có hai mấy cái. Mình phải ít nhất cũng 50 cái, 60 cái. Để ly cà phê, ly đá chanh rồi nhiều khi mình rửa không kịp. Thế thì được tốt. Bền với Thái nó đó thầy. Gì đó. Thì Thái giờ ly Việt Nam nó cũng cao. Đấy thì mua gì ta? Mua gì đâu không? Ngày mua giùm thầy đứa 200 đi. Mua ông thầy bữa nào lên nó mua cho thầy 20 đi. Chắc bữa đó hơn rồi phải không? Thôi để mua cho thầy. Mua để phục vụ người ta. Thôi để thầy làm để lần sau rồi ảnh mua rồi. Còn gói cái kia thì để chừng nào người ta cúng dường thì Tết là nói tóm gọn mình phải. Trời ơi, con mà có tiền là thầy khỏi lo. Coi như là khỏi đợi thầy nhắc nhở. Thì nói tóm gọn với mình cũng phải biết tự. Tại vì thầy biết xong hai kinh Thi Vân Vlog với lại Ra Văn Nguyễn Vlog mới. Thì mới còn phải mới, dạ. Phần nữa mình phải list vô của người ta đăng ký. List vô đăng ký rồi xong rồi mình người ta đăng ký lại mình. À, quan trọng là cái đăng ký chứ còn kết bạn kêu bằng coi nhiều không quan trọng, mà khi mình đăng ký được ví dụ cái coi cái số đăng ký á cái đăng hiệu, còn cái nhờ quảng cáo, biết quảng cáo á, nó bật quảng cáo vô của bất cứ cái gì quảng cáo vô là hình như là cứ quảng cáo lên là mình được 30 ngàn 20 ngàn gì đó mỗi lần một người coi.
nó nhờ cái quảng cáo á, mình phải liên kết với một cái tổ chức nào đó quảng cáo, từng quảng cáo bất cứ cái sản phẩm gì. Không tin vô cái mấy kênh kia vô quảng cáo liền không? Thế bữa thầy có kênh YouTube mà không, thầy có kênh nào? Ủa sao thấy có kênh chùa nhưng mà ít khi nào thầy tụng kinh, thầy mới ra tụng kinh với thầy quay chùa sơ nè, là mấy kênh là chùa Hồng Pháp Trung ương với giáo hội Phật giáo Mahayin á, Campuchia. Hình như là cái gì mà nói đầu mối lại đó, đồ đồ chai đồ mặn gì ở dưới nó làm, là nó tóm gọn cái chợ đó là bán tổng hợp. Dạ. Ừ. Đó là tất cả điều vậy đó. Trời, thầy rành ghê luôn á. Thì thầy đi mua hoài mà thì mấy cái này phải biết chỗ mua chứ, mình lớn hớ mình đâu có khôn rành cái khu vực. Thì đó mà đi mua, mua số lượng nhiều. Chứ mua ít rồi mình tốn tiền đi về đi xuống rồi mình đâu có xe, mua nhiều rồi lấy gì ông ra sao chở. Cầm kênh nó cũng không cho, dưới thành phố là mình chở nhiều cùng kênh người ta cũng không cho. Rồi mình đi phải đi xe tải, xe hơi mà mua số lượng gần mấy chục triệu mới mua, chở lên đây 500 triệu. Còn giờ mua có 1 triệu mà mua chở hết xe tầm triệu còn gì nữa. Không có lời. Nói giờ cũng vô côn vô đảng chứ sao, hay làm cửa nhỏ không? Nó tung cướp vợ vô giá bộ hầu ghế này mày mắc nợ, cái rình bộ ghế ra cái xẹt cái đi, nên mình để đồ tùm lum tùm la, tôi vướng bận chạy không kịp, giống như xe cũng vậy, tôi để chậu tùm lum, tôi để đồ tùm lum la, mày chạy không kịp vừa quay đầu cái là mày té cái đuổi cái là bắt đầu tao điện công an là hốt luôn. Nên đừng ham trống cho ngon, rồi bảo vệ nhiều cũng không tốt đâu. Hay nói bảo vệ nhiều nó cũng liên kết, nó chặn đường đó, có gì mày im tao lấy đi rồi. Cũng nói tóm gọn là cái gì nó cũng liên kết, không liên kết nhưng mà bị giống như mấy thằng mà làm tiệm vàng á. Yeah. Mấy nhân viên mà họ không ấy là chết, không nhân viên lừa thì cũng nó kết hợp với tương cớp, nó lơ là với chủ mà coi chủ nó coi như không biết làm gì. Thầy nói giờ cái nghề nào cũng ớ, chùa đây nó cũng cớp nữa. Bắt đầu nè, cái chén mà ví dụ như đồ, những cái đồ quý đi, đồ cổ nó vô cũng ra bộ mua mua kia, mình mở cửa ra cái lón lón hai cái mình ra vô, còn mấy là tối là nó, còn mấy nó ngủ qua đêm nữa, buổi tối nó mới hành động. Ra bộ quậy cà phê đi, cà phê nhắm vô mi nó cũng ngủ, còn mấy đợi mình ngủ thì nó có chìa khóa đó, nó biết mình để đâu mà lát nó mở cửa ra nó đẩy cái gì mà không được, nó để xe tải, hay xe tải nó kiên kết với mấy cái hàng cốp ở ngoài đường á, chạy khấu không mấy cái chùa ha, mua không cũng đứt mà nhẹ nhẹ vậy nha, đút cái xe tải vô ô xe, xe hơi thôi đờ mở luôn xe bãi chỗ á. Rồi cái hàng ở trong đây thì gia bộ như không biết chuyện gì, cái hai hàng kia là ông kêu hả, ví dụ ông thầy đi tiểu là nó biết hay đi vô phòng rồi. Bắt đầu cái lại gia bộ lại lại cái cho mấy hàng kia rinh rinh ra đường cái dục lên xe, còn hai hàng đó cũng chẳng ở đây không biết gì hết. Nó liên kết nhau chặt chẽ, nói giờ giặt giờ chùa cũng vậy nè, cẩn thận gia bộ người thân người nhà gì đó, lúc mình tụng kinh cái đầu kêu người thân mình ha, nó tóm còn mẹ, nhất là nó lợi dụng mẹ cha để mở cửa rồi hôn giả quen rồi đưa cha mẹ mình ngu đưa 500 triệu cái tiếp đồ ngon cái này kia, đã lát nó giết con mình rồi giết thầy mình luôn. Rồi đó coi mấy ông trụ trì chết vì tiền không cung đất vô không cho nó lấy á, nó cắt cổ luôn, lấy tiền còn thầy im cho anh đi thì nín, mà không cho đi la làng ấy rồi mình chết. Chào cái con nha, chào thầy nha.